Hôm nay chừng mình ăn gì? Phần 21. Menu hôm nay là bánh sandwich, sữa trái cây, khoai tây chiên chấm với lại tương cà, mì spaghetti, cuối cùng là canh rong biển. Trời đất cơ, tôi không tin là bữa trưa hôm nay nhìn nó hoành tráng đến mức độ này luôn á. Tôi thấy kỳ này mì spaghetti cái số nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Lúc trước ăn á thì ăn một chút thôi là cũng thấy nó hơi bắt đầu ngán ngán thôi, nhưng mà lần này ăn nó kiểu rất là ngon luôn á, kiểu ăn hoài mà nó không có bị ngán luôn á. Với lại cái số nó làm nó cũng không phải là quá đậm cái vị á, kiểu nó không có phải là quá mặn. Còn kỳ này thì thấy khoai tây chiên nó rất là giòn, nó không có bị cứng do máy lạnh nữa. Nhưng mà khoai tây chiên thì nên chấm với tương ớt thì nó sẽ ngon hơn. Và kỳ này thì bánh sandwich nó cũng được cải thiện hơn một phần. Nó được để nhiều đồ ăn hơn, một lần nó chỉ có spam và phô mai vậy thôi à. Nói chung là bánh sandwich hôm nay rất đỉnh nha. Từ nãy tới giờ tôi toàn ăn những cái món mà có nhiều gia vị quá, xong cái giờ tôi ăn canh rong biển tí tôi thấy nó bị hơi kỳ kỳ.